heo bệnh, heo chết tẩm thuốc để lâu ngày đang được bán công khai tại một số chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Và điều nguy hiểm là những tiểu thương ở đây sẵn sàng cung cấp số lượng thịt heo bệnh lớn với giá siêu rẻ cho những người có nhu cầu mua về làm các món cho nhà hàng, suất ăn công nghiệp. Và thành phố Hồ Chí Minh được xác định là nguồn tiêu thụ chính của những loại thịt bẩn độc hại này. Chợ Quang Vinh 1, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nơi được biết đến chuyên cung cấp thịt heo bẩn không rõ nguồn gốc với giá siêu rẻ. Có đến cả chục sạp bán thịt heo ở đây. 20-30 ký cũng có, mà 5-6-70 ký cũng có, tạ không có, tạ mấy cũng có, nó nhiều dạng lắm. Nó chết không, nhà chị là chuyên heo nái chết, heo cơm chết, heo bẩn không mà mua về là nó nhiều loại lắm. Đây là thịt mà những sạp hàng này cung cấp. Nhìn mắt thường cũng thấy thịt đã nhão bở vì để lâu ngày. Màu sắc ngả vàng hoặc trắng bệch. Thịt ở đây được bán với giá khoảng 40 đến 45 ngàn đồng 1 kg. Nghĩa là chỉ bằng khoảng một nửa so với giá thịt heo thông thường. Và nó sẽ được các tiểu thương bảo quản trong tủ đá, tẩm một loại thuốc chống thối để thịt tươi lâu hơn. Còn nhà chị hôi thuốc để nguyên con và đưa thành phố, ba heo quay nó tập, ba cái thuốc bắc vào nó quay nó không hôi nữa. Đây hàng đây mình bán pha thịt như này, hôm nay bán không hết, ngày mai bán, ngày mốt bán chừng nào hết thì thôi. Và theo các tiểu thương, loại thịt bẩn này được tiêu thụ rất nhanh chóng. Đâu thì mua đâu mà được, bây giờ heo không có đó, nhiều người đi về cái xe không kìa, không có mà lấy chứ không phải đủ là ấy thôi. Những người biết về thịt heo chợ này đều không mua thịt ở đây về để ăn, mà hầu hết mua về để chế biến cho các nhà hàng ăn uống. Cả xương cả thịt luôn. Và thành phố Hồ Chí Minh được coi là một thị trường lớn. Còn heo vàng cũng vậy, không lấy về đây làm gì, đưa lên thành phố hết, ra chợ đưa lên thành phố hết.